Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học live stream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với series Học nhanh nhớ lâu cùng Vietjet. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt những kiến thức trọng tâm và quan trọng trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần một lớn khái quát chung. Về tác giả, A. Tiểu sử, Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930, mất năm 1989. Ông quê quán ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. B. Quá trình hoạt động văn học và kháng chiến của Nguyễn Minh Châu. Năm 1945, ông tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Huế. Năm 1950, ông gia nhập quân đội và học trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Năm 1952 đến năm 1958, ông làm việc tại Sư đoàn 320. Năm 1962, ông công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Năm 1972, ông là thành viên Hội Nhà văn Việt Nam. C. Phong cách nghệ thuật. Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu là phong cách tự sự, triết lý, đậm nét. D. Tầm ảnh hưởng. Ông là cây bút văn xuôi tài năng của văn học Việt Nam hiện đại. Trước những năm 80, ông sáng tác theo khuynh hướng sử thi, thiên về trữ tình, lãng mạn. Sau đó, ông chuyển sang cảm hứng thế sự với những vấn đề đạo đức và triết lý nhân sinh. Nguyễn Minh Châu được coi là người mở đường tinh anh, là cây bút tiên phong trong thời kỳ đổi mới của văn học Việt Nam hiện đại. E. Các tác phẩm chính của Nguyễn Minh Châu. Sau một buổi tập năm 1960, Cửa sông năm 1966, Dấu chân người lính năm 1972, Miền cháy năm 1977, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành năm 1983, Bến quê năm 1985, Phiên chợ rát năm 1989. Các bạn có thể thấy Nguyễn Minh Châu đã để lại cho nền văn học dân tộc rất nhiều những tác phẩm văn học có giá trị về cả nội dung và nghệ thuật. 2. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Về hoàn cảnh sáng tác, Chiếc thuyền ngoài xa được sáng tác năm 1983, được in lần đầu trong tập Bến quê năm 1985. Sau đó, được tác giả lấy làm tên chung cho tuyển tập truyện ngắn in năm 1987. B. Về bố cục, chúng ta phần đầu, từ đầu đến cố níu giữ ở chơi thêm vài bữa. Đây là phát hiện thứ nhất của nhân vật Phùng. Đoạn 2, từ ngay lúc ấy đến chiếc thuyền lưới phó đã biến mất. Đây là phát hiện thứ hai của nhân vật Phùng. Và đoạn còn lại là câu chuyện của người đàn bà hàng chài và những thức tỉnh của Phùng. C. Phương thức biểu đạt chính trong tác phẩm là phương thức biểu đạt tự sự. D. Thể loại của truyện Chiếc thuyền ngoài xa, đó là thể loại truyện ngắn. Ngôi kể được tác giả sử dụng, đó là ngôi kể thứ nhất. F. Chúng ta sẽ cùng đi vào tóm tắt những nội dung chính trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Phùng được người trưởng phòng giao cho nhiệm vụ phải đi chụp một bộ ảnh cho tờ lịch năm mới. Anh chụp được một bức ảnh cảnh chiếc thuyền ngoài xa trong sương rất đẹp. Thuyền cập bến, anh bất ngờ khi thấy hình ảnh người đàn ông đánh đập vợ. Đứa con thì viện để bảo vệ mẹ nên lao vào đánh bố. Việc đó không chỉ bắt gặp một lần mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Phùng và Đầu đã mời người đàn bà ấy được mời lên tránh án huyện để nói chuyện. Phùng khuyên ngăn nhưng người đàn bà nhất quyết không bỏ chồng và kể lại cho mọi người nghe câu chuyện về cuộc đời của mình. Từ đó, Phùng rời đi với bộ ảnh tuyệt đẹp, nhưng anh biết rằng đằng sau đó là một sự thật không hề đẹp đẽ. Phùng đã tự nhận thức được về nghệ thuật và cuộc sống. Phần 2, chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc hiểu văn bản Chiếc thuyền ngoài xa. Đầu tiên, đó là về tình huống chuyện. Khái niệm của tình huống chuyện là một sự kiện đặc biệt.
Từ đó, cốt truyện sẽ được phát triển, các nhân vật sẽ được bộc lộ tính cách và phẩm chất của mình. Tác giả qua đó có thể thể hiện được tư tưởng và chủ đề của tác phẩm. B. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tình huống truyện của truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Tình huống truyện thứ nhất, nghệ sĩ Phùng đến vùng biển miền Trung để chụp ảnh, chụp được cảnh chiếc thuyền ngoài xa trong sương, sớm đẹp như là tranh vẽ. Tình huống truyện thứ hai, chiếc thuyền vào bờ, Phùng chứng kiến cảnh bạo hành gia đình giữa vợ chồng hàng chài và những ngày sau đó vẫn lặp đi lặp lại. Phùng nhận ra nghịch lý của cuộc đời, của đời thường và sau đó nhờ người đàn bà mà Phùng đã nhận ra được chân lý. Hai, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhân vật. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhân vật người chồng. Về lai lịch và ngoại hình, người chồng là điển hình cho số phận của những người dân nghèo ở làng chài. Ngoại hình được miêu tả với những chi tiết, với những nét đặc trưng của người đàn ông vùng biển, to lớn, khỏe mạnh, chịu đựng được những sóng to, gió lớn. Về hành động của người chồng, người chồng có con mắt độc, ác dán vào tấm lưng của người đàn bà. Đến bãi xe tăng, lập tức trở nên hùng hổ, trút cơn giận lửa bằng cách dùng thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, trận đòn thù. Về ngôn ngữ của người chồng, như một vở kịch câm, không nói không rằng, vẫn có, mặc dù là đánh người đàn bà, nhưng vẫn có những tiếng kêu hết sức thô lỗ và đau đớn. Ngồi yên đấy, động đậy, tao giết cả mày đi bây giờ. Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ, như đang phải chịu những ẩn ức gì đó. Người chồng, tính cách và phẩm chất của người chồng được hiểu rõ hơn qua lời kể của người vợ, đó chính là người đàn bà. Người chồng chính là ân nhân của người đàn bà, là người hiền lành và không uống được rượu, không đi lính ngụy, xuất thân là người cư dân chất phác nhưng là nạn nhân của đói nghèo. B. Về nhân vật người đàn bà hàng chài, vai trò của người đàn bà đó là tác động lớn đến sự phát triển của cả mạch truyện, có những mối quan hệ đặc biệt với các nhân vật khác trong tác phẩm, thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm, kiểu nhân vật đa năng. Về ngoại hình của người đàn bà, điển hình cho những người đàn bà hàng chài, cao lớn, thô kệch, tấm lưng áo bác phách, nửa thân người ướt sũng. Được tập trung miêu tả đôi mắt, biểu hiện cho tâm hồn, suy nghĩ, tính cách, đồng thời là quan niệm sống, sự từng trải và là cái nhìn của người nghệ sĩ. Hành động và ngôn ngữ của người đàn bà. Ở bãi xe tăng hỏng, khi chịu trận đòn của chồng, đứng lại, ngước mắt nhìn ra phía đàn con như để tiếp thêm sức mạnh. Nhẫn nhục, không kêu than, không chống trả. Chỉ có một tiếng kêu, phác, con ơi, thể hiện sự xấu hổ, nhục nhã và tạ tội với con. Khi ở tòa án huyện, ban đầu thì chị lúng túng, sợ sệt, xưng hô là con với quý tòa. Sau đó chị đổi cách xưng hô, chị, các chú để thể hiện sự cảm thông với Phùng và Đậu. Chị cảm ơn Phùng và Đậu, lý giải nguyên nhân của câu chuyện và chỉ ra quy luật của cuộc sống. C. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhân vật Phùng, chính là người kể chuyện trong câu chuyện này. Phùng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, say mê công việc và có ý thức trách nhiệm với nghề. Chụp mãi không được một bức ảnh ưng ý, anh phải phục kích mấy buổi sáng liền. Ở nhân vật Phùng, chúng ta cần chú ý đến hai phát hiện đặc biệt. Phát hiện thứ nhất đó là một cảnh đẹp trời cho. Vẻ đẹp trời cho mà cả đời bấm máy của người nghệ sĩ chỉ có thể bắt gặp duy nhất một lần. Đẹp như một bức tranh mực tàu thời cổ, vẻ đẹp toàn bích và hoàn thiện. Phát hiện thứ hai của Phùng đó là hiện thực cuộc sống. Bắt gặp cảnh người chồng đánh vợ, người con đánh cha, một bi kịch ngang trái mà người nghệ sĩ yêu cái đẹp phải chứng kiến. Người nghệ sĩ lúc này đã nhận ra rằng đằng sau cái đẹp không phải bao giờ cũng là chân lý của sự toàn thiện, của đạo đức. Cuộc đời vốn chứa đựng rất nhiều những mâu thuẫn, éo le. Khi nghe câu chuyện của người đàn bà ở tòa án huyện, Phùng là một chiến sĩ, nghệ sĩ, nhạy cảm với những điều ác, những bất công trước mắt.
Tuy nhiên, Phùng chưa hiểu hết được những chuyện phức tạp của cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống của những người đàn bà hàng chài. Phùng là một người nghệ sĩ đích thực, có trái tim nhân hậu. Phùng, sau khi nghe được câu chuyện về gia đình của người đàn bà, Phùng tự nhận thức được ý nghĩa và mối quan hệ của văn học với đời sống. Qua nhân vật Phùng, chúng ta thấy được quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu đã được hé lộ. Văn học và đời sống là hai đường tròn đồng tâm, mà tâm điểm là con người. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 3, đó là tổng kết lại những giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Thứ nhất, đó là những giá trị về nội dung. Qua câu chuyện, tác giả đã đặt ra bài học về cách nhìn nhận về cuộc sống và con người, đặt ra vấn đề nghệ thuật cho người nghệ sĩ. Về nghệ thuật xây dựng tình huống truyện độc đáo, khắc họa nhân vật, cốt truyện hấp dẫn, kết hợp với ngôn ngữ sử dụng linh hoạt, giọng điệu chiêm nghiệm, suy tư và đầy trăn trở. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn tóm tắt lại những nội dung trọng tâm và hết sức quan trọng trong truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo cùng cô nhé. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.